đây chơi nè. Qua chơi trong đất kìa. Nhà chơi đây nè. Cô có là vài lời gì không? Dạ, và Vân tưởng là cô có là nói. Thì sau đây là một bài hát Vân sẽ nhớ đến cái việc cũng về mùa xuân. Nhưng mà nói về mùa xuân hoa đào, đó là một sáng tác rất là quen thuộc. Và hát được mang tên Ai Lên Xứ Hoa Đào. Và xin mời quý vị cùng thưởng thức bài hát này. Anh cùng bài hát này không ạ? Ồ, nhiều quá hả? Nếu mà thường thì hát là hòa chung với em. Tại vì em thấy là đang hát và bác không có được nên là hát xong thì bác lớn. Thì một xíu nữa thì Dũng đấy, Dũng sau lưng ba nè. Người nào mà mua sao là đúng giá đồng đắc phải không? Dạ, đúng rồi đó. Ba đặng đâu? Bao nhiêu vé vậy anh? Còn đâu có. Chú chính giữa hả? 500 vé. Đâu đem ra đâu ấy tớ hả? Mà mình phát hành bao nhiêu vé anh? Ok rồi. À, 2 phút nữa. Ok, bye bye. Sao cái này ba giống dẫn hơn. Này, ba chặt tiền rồi. Không.